xin phép các anh chị dành vài phút để kiểm tra lại cái số lượng của mình. Sáng ngày mai quý vị nhé, từ 6 giờ khách sạn phục vụ ăn sáng rồi, 7 giờ sáng chúng ta xuất phát ra bãi chơi team. Sau khi kết thúc chương trình chơi team thì xe sẽ đưa quý vị về lại khách sạn. Sau đó thì chúng ta tự ra nghỉ ngơi. Đến 11 rưỡi, buổi trưa ngày mai 11 rưỡi thì xe sẽ đón quý vị chúng ta đi dùng cơm trưa. Ăn trưa xong rồi buổi chiều tham quan, chương trình buổi chiều thì sẽ thông báo sau quý vị nhé. Xin mời quý vị kiểm tra lại một lần nữa. Tối thế nhỉ? Đúng rồi, cài vào cái đây này. Cài vào đây này. Để nó có điện. Để vào đây không. Mà sập phát là chết.
bơi vô cực. Chưa nhờ cái nha, chụp ảnh em ơi.